Mình xin giới thiệu cùng các bạn một loại sữa tắm mới mà dùng được cho cả chó và mèo luôn, với tên gọi là Mykona Sabo. Vậy thì dòng sữa tắm này có điều gì đặc biệt và nổi bật so với các dòng sữa tắm khác trên thị trường hiện nay? Đó chính là ngoài tác dụng sạch lông, thơm lông thì tác dụng chính của nó chính là phòng trị được nấm da, phim da và phim nang lông. Khi mà có những cái hiện tượng ví dụ như là da bị bong tróc thành những đốm trắng trắng nhỏ nhỏ ở trên lông và ở lỗ tai, vành tai. Ngoài ra thì còn những hiện tượng khác ví dụ như là đỏ da, bị lở loét hình đồng tiền hay là những cái vết mà nghi ngờ là do nấm, do phim da. Ta dùng sản phẩm Mykona Sabo này tắm 1 đến 2 lần trong một tuần thì sẽ giúp hạn chế và điều trị các loại nấm này, và đặc biệt với rất là nhiều thành phần có thể kể đến như là thành phần lohexidin để chống viêm da, những cái vết lở loét cho nó mau lành vết thương hơn để sát khuẩn, và thành phần là miconazole là một loại thuốc trị nấm phổ biến trên thị trường hiện nay, an toàn cho vật nuôi của chúng ta. Với các thành phần này thì đây chính là một công thức hoàn hảo để sử dụng tắm cho chó mèo. Nếu mà chưa bị nấm thì chúng ta có thể phòng trị trong trường hợp các bé chơi ở môi trường bên ngoài, hoặc là các bạn tiếp xúc với những chó đang bị bệnh thì sẽ phòng ngừa được lây lan nấm da từ những chó khác.